với tất cả các bậc phụ huynh sẽ có con bắt đầu vào học lớp 1 từ năm học tới đó là năm học 2020-2021 thì chương trình phổ thông mới sẽ chính thức được triển khai trong đó thay vì học sinh cả nước sẽ học chung một bộ sách giáo khoa như hiện hành thì trong chương trình mới với một khung nội dung thống nhất sẽ có nhiều bộ sách được đồng thời sử dụng lựa chọn bộ sách nào trong năm học tới quyền quyết định đang thuộc về các cơ sở giáo dục tuy nhiên khi mà chỉ còn vài ngày nữa thời hạn chọn sách sẽ kết thúc tại nhiều nhà trường thì một cuộc tranh luận vẫn diễn ra về mục tiêu chọn sách Chọn sách để thuận lợi cho giáo viên hay vì ích lợi của học sinh? Ở sách cũ thì chúng tôi dạy các phép cộng từng phép cộng